Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có rất đông người đi đường với Đức Giêsu, người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn xem mình có hoàn thành nổi không, kẻo lỡ ra đặt bóng rồi lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: Anh ta đã khởi công xây nhưng chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Đó là lời Chúa. Kính thưa cô bác anh chị em, chúng ta vừa nghe tin mừng theo Thánh Luca. Trình mực tình thuật lại cho chúng ta thấy Thánh Luca nói rằng trên hành trình Đức Giêsu bắt đầu đi lên Jerusalem có rất đông người đi cùng với Đức Giêsu, càng ngày càng đông. Trong tâm thức của con người thời đó, trên hành trình đi Jerusalem như vậy, họ nghĩ rằng triều đại của Đức Giêsu đến rồi, quyền lực vinh quang của Chúa sắp đến rồi. Họ đi theo người để một phần nào đó kiếm được một chút quyền lực, một chút vinh quang. Chúa Giêsu phải đề phòng. Chúa Giêsu phải cho con người biết rằng theo Chúa không phải để được quyền lực, theo Chúa không phải là để vinh quang ngay của trần thế này. Cho nên người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Chúa bảo theo Chúa phải dứt bỏ tất cả những gì mình có, những gì mình yêu chuộng, những gì mình quý mến, những gì mình có thể nói là giá trị của cuộc sống trần gian này, hãy bỏ sang một bên và hãy đi theo Chúa thì mới xứng đáng làm môn đệ của Chúa được. Những người theo Chúa là những người như chúng ta, những người đi theo đạo Chúa, sống đạo Chúa. Nhìn lại hành trình của chúng ta đã bỏ được những gì? Theo Chúa chúng ta có bỏ được tiền tài danh vọng không? Theo Chúa chúng ta có bỏ được những thú vui của trần thế không? Nếu chính trong giây phút này mọi người chúng ta chưa làm được điều đó thì chắc chắn chúng ta chưa thể làm môn đệ một cách chân chính của Chúa. Và nếu chúng ta đang sống và đang vác thập giá mình mà theo Chúa và đang dứt bỏ những gì mình có và chọn Chúa làm gia nghiệp, thì xin cho mọi người chúng ta ngay trong giây phút này cũng vậy, cũng phải nuôi một đức tin đó, nuôi một niềm hy vọng, nuôi một niềm tin tưởng phó thác vào Chúa và nuôi một cái thiện chí trong đời sống dự đạo của mình, để rồi chúng ta cũng được chọn làm môn đệ chân chính của Chúa. Theo Chúa có cái giá phải trả. Theo Chúa không phải là thảm hoa hồng để trải cho chúng ta bước lên đó đi thênh thang, tự đắc vỗ ngực xưng tên. Theo Chúa là con đường thập giá, chính Chúa Giêsu đã đi. Thầy là đường, là sự thật, là sự sống. Nhưng mà để được vinh quang, để bước qua một sự sống đó, Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta
cũng đã chấp nhận đau khổ, cũng đã chấp nhận cái khổ giá trong đời sống của mình, chịu bất hại, chịu hy sinh, chịu sỉ vả của đời người. Chúng ta được mang hình ảnh của người trong chính đời sống của chúng ta. Giữ đạo trong đời sống của mình phải lường trước những điều đó, để rồi chúng ta không bỡ ngỡ khi những việc khó khăn, những cái thập giá lại xảy đến trong đời mình. Chúng ta không ngại ngùng, chúng ta không e dè để đón nhận nó. Cho nên Chúa mà trưng ra cho chúng ta hai cái ví dụ đó. Xây một cái tháp canh mà đặt nền móng không vững chắc thì nửa đường nó bị sụp đổ, chẳng có sức làm cho xong. Hay là nhà vua đi giao chiến với một nước khác, binh lính của mình thì yếu hơn thì làm sao thắng trận? Phải biết lường trước cái những gì xảy đến trong đời sống của mình. Cho nên kính thưa các bác anh chị em, chúng ta đang sống trong tuần thứ 23 mùa thường niên. Hãy nhìn lại đời sống của mình trong từng biến cố vui buồn, những cái khó khăn, những cái thử thách của cuộc đời chúng ta. Nếu đó là thập giá mà Chúa đã gửi đến cho mình, đó là những cái khó khăn, đó là những cái bệnh tật, những cái đau yếu, thì xin cho chúng ta vui vẻ đón nhận để thông phần đau khổ với Chúa. Nếu những sự vui, những sự hạnh phúc, những sự thành đạt trong đời sống của mình đã xảy đến, thì xin cho chúng ta cũng đem biết chia sẻ những gì mà người khác chưa còn, để rồi chúng ta nhận biết rằng tất cả chúng ta là anh em, là chị em với nhau, để rồi tất cả mọi người khác cũng nhìn nhận rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa và là tình yêu của mọi người chúng ta đang tôn thờ. Amen. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chẳng có ai có thể đi một lúc hai con đường. Cuộc sống luôn đặt chúng ta trước những chọn lựa, mà chọn lựa thì sẽ kéo theo đó là sự từ bỏ và hy sinh. Từ bỏ trở thành quy luật để sống và lớn lên. Một thai nhi không thể nào mãi ở trong bụng mẹ, dù đó là chỗ an toàn và êm ấm. Một đứa bé cũng chẳng thể nào trưởng thành nếu nó cứ mãi bú bằng sữa mẹ. Nó phải thôi bú, ăn cơm bánh để lớn lên. Từ bỏ thường là những cắt đứt đau đớn, như mổ một khối u vậy. Muốn từ bỏ được cần đến sự can đảm, nhẫn nại và hy sinh. Từ bỏ sẽ giúp ta nên tốt hơn và xứng đáng hơn. Tin mừng Chúa Nhật 23 thường niên hôm nay, Chúa Giêsu nêu ra điều kiện cần và đủ cho người môn đệ theo Ngài. Để chọn theo Chúa, xứng đáng là môn đệ của Ngài, thì phải từ bỏ mọi sự và vác thập giá mình mà theo. Nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo thì không thể làm môn đệ ta. Người Kitô hữu, qua bí tích rửa tội, chúng ta đã là môn đệ của Chúa rồi. Thế nhưng để xứng đáng là một môn đệ thực sự, chúng ta cần phải đặt Ngài lên trên hết mọi giá trị trần thế. Trung tâm điểm là Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Mọi giá trị khác sẽ trở nên tương đối trước giá trị tuyệt đối là Thiên Chúa. Tiền bạc, của cải là một giá trị. Cha mẹ, vợ con, gia đình là những giá trị tinh thần đáng quý. Mạng sống mình là một giá trị trội vượt. Nhưng những giá trị ấy cũng phải được từ bỏ khi cần để chọn Đức Giêsu là giá trị trên hết. Dĩ nhiên chúng ta yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu mạng sống mình, nhưng chúng ta cần phải yêu tất cả trong Chúa và giới Chúa. Để khi phải chọn lựa một trong hai, chúng ta chọn Chúa và việc của Chúa.
Thưa cộng đoàn, điều kiện của Chúa Giêsu đưa ra có tính quyết liệt, lại vừa là một lời mời gọi đầy yêu thương, mà tình yêu chẳng thể nào áp đặt được. Thế nên mời gọi người theo Chúa cần phải suy nghĩ thật chín chắn để chọn lựa khôn ngoan. Hơn nữa, hành trình theo Chúa vừa là một công trình phải xây dựng, vừa là một sa trường phải chiến đấu. Xây dựng nước trời và chiến đấu để đẩy lui bóng đêm của tội lỗi, xác thịt và thế gian. Có lẽ thoạt đầu khi nghe Đức Giêsu đưa ra những điều kiện cho người môn đệ trong tin mừng, nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy chói tai và khó nuốt. Bởi đang khi người ta tìm kiếm sự thoải mái và sung sướng, thì Đức Giêsu lại mời gọi vác thập giá. Đang khi người ta tìm mọi cách để sở hữu, Ngài lại đòi hỏi chúng ta từ bỏ. Thế nhưng điều xem ra nghịch lý đối với lý trí của con người lại là ý định khôn dò khôn thấu của Thiên Chúa, như sách Khôn Ngoan trong bài đọc thứ nhất đã thốt lên: Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa, nào có ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi. Thật ra, từ bỏ và hy sinh là cách thế để diễn tả tình yêu. Khi yêu, người ta sẽ sẵn lòng từ bỏ tất cả. Khi yêu, người ta từ bỏ mọi sự cách vui tươi, nhẹ nhàng. Sự từ bỏ vì tình yêu là một niềm hạnh phúc. Cha mẹ tảo tần, giải dầu mưa nắng, lo lắng cho con cái ăn học. Học sinh, sinh viên thức khuya dậy sớm để mệt mài thi cử. Sự từ bỏ như thế thật đáng quý và trân trọng. Quả thật, từ bỏ vì yêu thì chẳng bao giờ thiệt thòi và mất mát. Mà giả như có thiệt thòi, có mất mát, thì người ta vẫn sẵn sàng chấp nhận vì tình yêu. Như Thánh Âu Tinh đã nói, trong tình yêu không có sự lao nhọc, mà giả như có sự lao nhọc thì người ta chấp nhận lao nhọc đó vì yêu. Vâng, trong mọi thời, mọi hoàn cảnh, người môn đệ của Thầy Giêsu cần luôn phải sẵn sàng hy sinh, từ bỏ và vác thập giá theo Thầy. Từ bỏ đối với chúng ta hôm nay là gì? Là mỗi buổi sáng bỏ chiếc giường êm ấm, thức dậy đi lễ, đọc kinh. Mỗi buổi tối tắt tivi để cùng với gia đình đọc kinh. Ngày Chúa Nhật và lễ trọng, chúng ta bỏ công ăn việc làm, bỏ cuộc hẹn cà phê, những buổi tiệc để đi lễ và đưa con cái đến nhà thờ. Đó là những từ bỏ cụ thể của người môn đệ theo Chúa trong đời sống để nên giống Chúa mỗi ngày. Tóm lại, sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta cần nhìn lại đời sống đạo của mình. Chúng ta thực sự theo Chúa vì yêu Chúa chưa? Là người môn đệ của Chúa, tôi đã thực sự từ bỏ vác thập giá mình mỗi ngày để theo Chúa chưa? Hay tôi vẫn còn yêu bản thân, yêu gia đình, yêu bạn bè, tham sân si, yêu thế gian hơn Chúa? Nếu chưa thì cần nỗ lực và cố gắng trong ơn Chúa. Còn nếu những ai đã làm được rồi, chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Ước gì lời Chúa thánh hóa và ban sức mạnh và lòng can đảm để chúng ta yêu Chúa trên hết mọi sự. Và với lòng khiêm tốn, tin tưởng, chúng ta xin Chúa ban ơn nâng đỡ để trung thành vác thánh giá mỗi ngày theo Chúa đến cùng. Amen.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta đã rất nổi tiếng trên toàn thế giới, nên có rất nhiều thiếu nữ xin gia nhập hội dòng. Nhưng mẹ Teresa rất thẳng thắn. Mẹ nói với các thiếu nữ xin gia nhập dòng rằng: công việc của người nữ tu dòng này rất cực khổ. Chúng tôi phải phục vụ cho những người nghèo và những người vô gia cư, phục vụ cho những người hấp hối. Chúng tôi làm việc vất vả suốt cả ngày. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mẹ Teresa đã thẳng thắn như thế để các thiếu nữ ý thức và cân nhắc cẩn thận trước khi gia nhập dòng. Gia nhập dòng của Chúa Giêsu để làm môn đệ của Ngài còn cực khổ hơn nhiều. Vì thế Chúa Giêsu cũng rất thẳng thắn nói rõ cho những kẻ đi theo Ngài: ai đến với tôi mà không từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ của tôi. Ai không vác thập giá mình mà theo tôi thì không thể làm môn đệ của tôi được. Đó cũng chính là lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu dành cho tất cả mọi người chúng ta là những kẻ bước theo Ngài. Làm môn đệ Chúa không phải là để dành cho được một chỗ vinh dự, mà là để sống theo gương của Ngài, hy sinh tất cả vì yêu thương tất cả mọi người. Điều kiện để theo Chúa Giêsu đó là phải đặt tình cảm đối với Ngài lên trên tất cả các tình cảm khác, ngay cả những tình cảm thân thiết nhất ở trong gia đình của mình, đối với cha mẹ, vợ con, anh chị em. Theo Chúa phải vác thập giá, đó là phải chấp nhận hy sinh từ bỏ, phải chấp nhận chịu sự khốn khó, chịu đau khổ. Chúa Giêsu đã đưa ra hai dụ ngôn trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, đó là dụ ngôn xây tháp và dụ ngôn giao chiến. Hai dụ ngôn này cho thấy cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi khởi sự một công trình, một công việc quan trọng. Ở đây được áp dụng cho việc đi theo Chúa Giêsu. Và Ngài đã đưa ra kết luận: ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Điều kiện theo Chúa đang là trái ngược với lối sống hưởng thụ của con người trong thế giới ngày hôm nay. Nhưng điều đó mang lại ơn cứu độ, mang lại niềm hạnh phúc đích thực cho con người. Thánh Phaolô, vì tông đồ của dân ngoại, cảm nghiệm sâu sắc điều này khi Ngài nói: những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mạc, không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiền có. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi lần Đức Giêsu loan báo cuộc thương khó và phục sinh của Người, thì Thánh sử Marco thường cho kèm theo những điều kiện đối với các môn đệ. Những điều kiện này cho thấy định mệnh của mọi tín hữu là phải hòa lại định mệnh của Đức Giêsu. Đây là một trong những đỉnh cao của Tin Mừng và của Kitô giáo. Theo Thầy, trở thành môn đệ của Thầy là để cộng tác vào công cuộc xây dựng nước trời. Đó là việc chúng ta từ bỏ chính mình. Và điều đó cũng có nghĩa là vác thập giá mình, tức là chấp nhận đồng thân phận tôi tớ với Thầy trong cuộc sống và trong cả cái chết. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi người chúng ta trong ngày hôm nay được lời Chúa mời gọi hãy sống tinh thần từ bỏ, chấp nhận đau khổ trong cuộc sống. Và điều đó diễn tả đức tin của chúng ta vào Thầy Giêsu. Đức tin của chúng ta sẽ được thể hiện một cách cụ thể qua hành động bác ái,
qua tình liên đới ở trong cộng đoàn. Thánh Phaolô đã thể hiện rất rõ điều này khi Ngài đã nhắn nhủ với Philemon, một trong những môn đệ thân tín của Ngài, về việc đón nhận người anh em trước đây là người nô lệ. Nhưng mà Phaolô đã nhắn nhủ Philemon hãy đón nhận như một người anh em, và tất cả điều này dựa trên nền tảng đức tin, tin tưởng vào Chúa Giêsu, bước đi theo Ngài. Và đó cũng chính là việc chúng ta đang thực sự trở nên những người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Mỗi người chúng ta hãy thể hiện điều đó qua việc chúng ta sống mối tương quan, sống tình huynh đệ bác ái trong cộng đoàn. Và điều đó sẽ giúp mỗi người chúng ta cảm nhận được niềm hạnh phúc khi bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá, và cũng là con đường dẫn đến vinh quang phục sinh. Amen.